anh tặng mũ. Ok. Xong nhá. Cứ thế mà tính nhá, bây giờ nét căng. Em tặng kính, anh tặng mũ. Em xin phép được bắt tay anh, anh tuyệt vời quá. Rồi, anh tặng áo. Hôm nay nếu như mà lỡ mà Châu Khải Phong mà mặc quần đùi đi về thì mọi người có vui không? Đấy nhá. Mọi người vui là Phong làm hết luôn. Ok. Ở mày nói mặc hai lớp. Chắc chắn hôm nay mọi người sẽ có một kính, một mũ. Còn ai được thì chúng ta sẽ tính. Một tràng vỗ tay thật lớn cho Châu Khải Phong. Tiếp tục, xin mời. Ok. Và sau bài hát này nếu như mà tất cả khán giả vỗ tay thì em xin ban tổ chức xin thêm bài nữa được không? Bình thường là hát 3 bài là đủ chương trình rồi, nhưng hôm nay quan trọng là khán giả. Nếu mà bài này mọi người máu thì sẽ đi xuống dưới để tặng quà và hát thêm một bài nữa, ok không? Bây giờ sẽ là một bản remix, một ca khúc trong thời gian vừa rồi đã nằm trong bảng xếp hạng của Dinh Top 1 GMP3 trong thời gian vừa rồi. Quý vị cùng đến với Nếu Ta Ngược Lối. Bây giờ Phong sẽ quan sát tình cảm của mọi người nhá. Của nhau ngỡ bên nhau và đã yêu nhau thật đậm sâu, yêu hết trọn cuộc đời này, ước không đổi thay mà nay em bước như vậy. Anh cố nhận lại gì em đánh rơi, dù biết em chẳng còn nghĩ tới. Ta đã nhiều lần trải qua bao nhiêu xót xa mà nay sao ta gục ngã. Từ cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi. Dù anh biết yêu cả em cũng xa rồi, dặn lòng sẽ không buồn, yêu lòng sẽ không buồn. Anh vui chốn khi ước với niềm đau, ngày mai nếu lỡ gặp nhau đừng bận lòng hay trách sao đâu. Anh vội vã nhưng giờ này ngã đến tìm em rồi. Chốn ký ức với niềm đau, ngày mai nếu lỡ gặp nhau đừng bận lòng.
chia tay được chưa?